tên là Toàn Thân Xá Lợi của Thiền Sư Vũ Khắc Minh. Đây là Toàn Thân Xá Lợi của Thiền Sư Vũ Khắc Minh, tức là Tự Đạo Chân. Đây là nhục thân toàn thân xá lợi của Thiền Sư Từ Đạo Tâm, mà thế danh là Vũ Khắc Trường.